Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị Vừa qua nữ danh hài Thí Nga có chia sẻ về câu chuyện Có một người đồng nghiệp với mình chỉ đăng tải về thông tin đi ăn nhà hàng cùng với ca sĩ Quang Bình Con trai của danh ca Hồng Cường Và cũng là chồng cũ của ca sĩ Trang Thành Lan chỉ nói rằng hôm nay rất vui khi được đưa anh Quang Bình đi ăn Ăn phở bò đây ngon quá, tôi phải xin lỗi anh Quang Bình vì thịt bò ngon nên đã ăn hết rồi. Nhiều khán giả sau khi xem xong clip đã vô cùng bất ngờ trước hình ảnh hiện tại của ca sĩ Quang Bình và đa số mọi người đều thương xót khi thấy anh quá gầy gò, già yếu và lộ rõ sự khắc khổ trên gương mặt của mình. Quang Bình đang ăn thì có khán giả nhận ra anh và đã ra hỏi thăm. Quang Bình cũng thân thiện chào hỏi lại mọi người. Anh tâm sự rằng vừa bị tai biến liệt nửa người Giờ đi lại được nhưng một nửa bên người vẫn còn yếu Chủ yếu là sử dụng tay phải mà thôi Tay trái hoạt động rất kém chỉ nhấc lên được một chút Không vận động được nặng Quang Bình và Trang Thanh Lan đã từng được biết đến là một cặp đôi hiện tượng trong làng nhạc thập niên 80 Thời điểm đó cả hai bắt cặp song ca với nhau và cháy vé ở khắp các tù điểm âm nhạc Tại Sài Gòn Một đêm chạy vài show, họ cũng là cặp đôi đầu tiên trong giới nghệ sĩ khi ấy mua xe hơi. Vào năm 1991, Quang Bình và Trang Thanh Lan qua Mỹ định cư, nhưng theo lời của Trang Thanh Lan, chồng cô không đi làm, trong khi đó Trang Thanh Lan phải tất tả chạy ngược chạy xuôi, làm đủ việc để kiếm tiền lo cho các con ăn học. Sau này Quang Bình và Trang Thanh Lan ly hôn, khiến cho nữ ca sĩ lao đao một thời gian. Cô tâm sự rằng, đúng lúc đó thì được tổ nghề cho chuyển qua diễn hài thành công. Trang Thanh Lan diễn hài trên sân khấu cho mọi người cười nhưng vào hậu trường lại bật khóc vì cô đơn hiu quạnh. Có những hôm vợ chồng Quang Minh Hồng Đào vừa về là Trang Thanh Lan bật khóc trong phòng hoa trang. Trải qua nhiều khó khăn Trang Thanh Lan hiện tại đã có cuộc sống yên ấm hạnh phúc bên con cái cháu chắc. Cô chia sẻ rằng bây giờ sống như đi tu không quen ai cũng không đi bước nữa. Cả ngày chỉ quay quần bên con cháu nữ ca sĩ sống cùng con ban ngày đi cà phê với bạn bè, thi thoảng có talk show thì làm, còn lại thì chỉ ở nhà mà thôi. Trong khi đó, Quang Bình thì lại không ở cùng các con và theo một số thông tin, cuộc sống hiện tại của anh khá là khó khăn về cả vật chất lẫn tinh thần. Kẻ sĩ Quang Bình sinh năm 1957 là trưởng nam của nghệ sĩ danh tiếng Hồng Cường. Kẻ sĩ đi hát từ năm 1975, ca sĩ Trang Thanh Lan tên thật là Nguyễn Lệ Liễu, sinh năm 1953 xuất thân từ lớp nhạc và ban tạp lục Tùng Lâm trước năm 1975 đã hát nhiều trong các đại nhạc hội và phòng trà thu một số bài trong đĩa sóng nhạc ngoài vai trò là ca sĩ cô cũng xuất hiện trong một vài tuồng cải lương và đặc biệt được yêu thích trong các vở hài trên cả Paris Night và Asia Trang Thanh Lan được sinh ra chợ lớn 10 tuổi đã mồ côi cha Cha cô vốn làm việc cho hãng nước giải khát BG. Khi ông qua đời thì vợ con không được ở khu nhà dành cho nhân viên của BG nữa. Nên mấy mẹ con đã dắt dưới nhau về nhà ngoại ở Gò Công. Tuy nhiên vì loạn lạc nên chỉ ở được 2 năm thì cả nhà lên lại Sài Gòn. Khi đó Trang Thanh Lan mới 12 tuổi đi học ở một trường đạo tại Gò Vấp ở Sài Gòn. Thời gian này Trang Thanh Lan xin vào lớp nhạc Tùng Lâm khi được đề nghị hát để thử giọng. Cô hát bài tiếng hát hậu phương và ngay lập tức được nhận. Chỉ vài ngày sau đó cô được thầy dẫn sang Rạp Quốc Thanh dự thi tuyển lựa ca sĩ và từ đó chính thức trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Vì quá mê hát cô thường xuyên trốn học rồi học đó bỏ học khi mới học hết lớp đệ tứ mà thôi. Quang Bình và Trang Thanh Lan gặp nhau lần đầu vào khoảng cuối năm 1975 khi cả hai cùng theo đoàn hát về Long Xuyên hát ở Rạp Minh Hiển. Trang Thanh Lan kể lại rằng khi đó Quang Bình mới 18 tuổi đã gửi cho cô tờ giấy ghi vài câu. Trang đài ôi trang đài thanh thanh nét thanh thanh lan liễu còn phải kém ôi yêu quá là yêu. Dù quen nhau nhưng không đến được với nhau nghĩ rằng chuyện tình chỉ thoáng qua và không đi đến đâu. Sau đó Quang Bình nghỉ đoàn và sang đoàn hát khác. Đến tròn 5 năm sau đó năm 1980 định mệnh cho họ gặp lại nhau khi lại trung đoàn trong một show diễn của nhạc sĩ Bảo Thu. Tuy nhiên chuyện tình lại chắc trở trong thời điểm mà tương lai mù mịt không thể định trước. Hơn nữa hai bên gia đình của Quang Bình và Trang Thanh Lan cùng có những kế hoạch khác nhau để rời khỏi Việt Nam. Nên họ đã có lời hẹn là 5 năm sau đó sẽ tái hợp trên đất Mỹ. Tuy nhiên kế hoạch đó thất bại, họ đã cùng ở lại Việt Nam và kết hôn vào năm 1981 sang năm 1982. Có người con gái đầu lòng được ông nội là Hồng Cường khi đó là sang đến Mỹ, đặt tên là Trần Kim Hoài Hương đó cũng là thời gian mà Quang Bình và Trang Thanh Lan rất được yêu thích khi song ca nhiều bài quê hương như chiếc áo bà ba còn thương rau đắng mọc sau hè. Năm 1992, vợ chồng Quang Bình Thanh Lan đường bảo lãnh sang Mỹ vẫn là cặp song ca ăn khách trên các sân khấu hải ngoại và phát hành một số băng đĩa tại các trung tâm làng văn, giáng ngọc, người đẹp Bình Dương. Sang thập niên 2000, họ chia tay trong sự luyến tiếc của đồng nghiệp và khán giả tuy không còn là vợ chồng nhưng họ vẫn là những đồng nghiệp cùng xuất hiện trên sân khấu và giữ mối quan hệ rất là tốt đẹp. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, cảnh sát khuyến cáo công chúng cảnh giác với tai nạn gây sao lãng để ăn cắp đồ giữa lúc ba nghi can đang lẩn trốn ở Orange County theo đài KTLA vào ngày thứ sáu ngày 22 tháng 3 năm 2024. Vụ ăn cắp đầu tiên xảy ra tại cửa hàng Home Good ở Irvine vào ngày 17 tháng 2 năm 2024 khi đang coi đồ trong cửa hàng một người phụ nữ bị người khác ăn cắp bóp tiền trong giỏ sách rồi sau đó tẩu thoát mà không hề hay biết. Sau đó nghi can dùng thẻ ngân hàng ăn cắp của nạn nhân để mua thẻ quà tặng hoa và nước uống tại cửa hàng ở thành phố gần đó, cảnh sát Hawaii cho hay. Video từ Keo cho thấy nghi can ôm bó hoa ra khỏi cửa hàng. Hồi tháng riêng, một người khác cũng bị gây sao lãng rồi bị ăn cắp thẻ ngân hàng. Sau đó, hai nghi can dùng thẻ đó rút khoảng là 3.400 đô trong chương mục ngân hàng của nạn nhân, cảnh sát cho biết. Keo của ngân hàng chụp được hình hai nghi can đó. Trong những vụ ăn cắp kiểu này, nghi can thường nhắm vào khách hàng thiếu cảnh giác, chiêu của bọn trộm là giả bộ nói chuyện hỏi đường hoặc đánh lạc hướng nạn nhân bằng cách để đồng bọn lén ăn cắp đồ của nạn nhân họ thường cố gắng làm cho nạn nhân không biết biển cắp đồ cho tới khi họ tẩu thoát khỏi hiện trường tên ăn này thường xảy ra cửa hàng địa phương hoặc khu mua sắm đông khách tính đến ngày thứ sáu vài nghi can ăn cắp đồ ở vài vẫn chưa bị bắt cảnh sát kêu gọi những ai biết thêm thông tin có liên quan những vụ này thì hãy liên lệ trực tiếp với nhà hữu trách gần nhất nơi mà mình định cư sinh sống. Và cũng kêu gọi mọi người hãy cảnh giác hơn trong bối cảnh hiện nay rất phức tạp và đời sống kinh tế càng khó khăn thì những chuyện như vậy sẽ xảy ra ngày càng nhiều hơn và thậm chí họ có thể manh động hơn nữa. Chúng ta hãy thận trọng trong môi trường sống và chúng ta hãy chịu khó quan sát và tránh mang trường hợp những gì mang giá trị trên người và tránh trường hợp sự phô trương sự giàu có cho những người khác biết là mình đã có tiền có của và thể hiện nó ngay trên cơ thể mình hoặc những phương tiện mình sử dụng. Kính thưa quý vị liên quan bản tin khác, ba người Chile liên hệ với văn trộm có tổ chức xuyên quốc gia đã bị quát ở vài cảnh sát loan báo vào ngày thứ Bảy ngày 23 tháng 3. Sau khi xảy ra hàng loạt những vụ đột nhập nhà ở khu vực đường Total Rock và Sadie Canyon. Cảnh sát theo dõi khu vực này khoảng 6 giờ 50 phút tối ngày thứ Sáu. Sở Cảnh sát Hawaii IPD cho hay trên Facebook. Gần đường Boomer Canyon, cảnh sát thấy một chiếc xe khả nghi ngoài bãi đầu xe. Cảnh sát đã chặn chiếc xe đó lại khi nó đang chạy ra khỏi bãi đầu xe. Trên xe có ba người đàn ông không phải cư dân địa phương và dường như không có lý do gì để ở vài, theo cảnh sát cho biết. Trên xe cảnh sát tìm thấy nhiều món đồ dùng để đột nhập nhà. Ngoài ra những người này còn có thuốc xịt chó, mèo, bao trùm dày, găng tay và mặt nạ. Dựa trên toàn bộ tình huống lúc đó, cảnh sát bắt ba người này với cáo buộc âm mưu đột nhập, thay gian với cảnh sát và tàng trữ dụng cụ đột nhập. Cảnh sát nhận diện ba nghi can đó là Chilio Cordova Martine, 55 tuổi, Ricardo Loyola, 19 tuổi và Zara Areja, 57 tuổi, cả ba đều là đàn ông và là người Chile, theo IPD cho biết như vậy. Kính thưa quý cô chú bác và quý anh chị, tiểu bang Texas đang dường như bị tấn công từ ở bên trong lẫn bên ngoài, bởi họ đang muốn cái tiểu bang này trở nên một tiểu bang sáu trộn, cả về đời sống thường nhật của người dân, đời sống an toàn, an ninh bởi tình trạng di dân bất hợp pháp đang bị ồ ạt đổ vào tiểu bang này. Bên cạnh đó, tiểu bang còn bị tối cao pháp viện chặn về một số luật liên quan đến di dân bất hợp pháp và không cho phép giới công lực bắt giữ những người di dân này. Vừa qua, tiểu bang đã phải đối mặt với nạn cháy rừng khủng khiếp trong lịch sử không chỉ riêng ở tiểu bang mà cả nước Mỹ. Chưa xong sự việc đó, người ta vẫn chưa điều tra được chính xác là tình trạng cháy rừng diễn ra lý do tại sao và có nhiều câu hỏi nghi vấn là việc cháy rừng là do những thế lực đã bắn tỉa từ trên xuống làm bùng phát những trận cháy rừng nhiều lớn như vậy và vừa qua cũng liên quan đến vấn đề an ninh của tiểu bang nhà chức trách ghi nhận một nhóm di dân vượt qua hàng rào dây thép gai dọc theo sông Rio Grande tại El Paso, Texas vào ngày thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2024. Theo ABC 13 Houston cho biết, nhóm di dân này được cho là lao tới một hàng rào thép lớn do binh sĩ vệ binh quốc gia Texas đang bảo vệ. Giới chức quan thuế và phòng vệ biên giới CBP cuối cùng đang phải đưa người di dân lên xe bus ở phần lãnh thổ Hoa Kỳ. Nhóm di dân này đã bị bắt vì vi phạm luật Title số 8 và quy định việc qua lại giữa các cổng nhập cảnh là bất hợp pháp. CBP nhắc lại trên X từng là chỉ nói rằng luật nhập cư của Hoa Kỳ không thay đổi và di dân sẽ gánh chịu hậu quả nếu không áp dụng cách thức hợp pháp để vào Hoa Kỳ. Thống đốc tiểu bang Texas Red Abbott cũng phản ứng trước sự việc vào ngày thứ Năm. Ông nói rằng, về sự gia tăng của dân nhập cư bất hợp pháp tại El Paso, lực lượng vệ binh quốc gia Texas và Sở An ninh Công DPS đã nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát đa và đang hàng rào chắn thêm và gắn thêm hàng rào dây kẽm gai với số lượng gấp đôi nhiều hơn. DPS nhận lệnh bắt giữ tất cả dân nhập cư bất hợp pháp trong vụ vượt biên vì tội xâm phạm và phá hoại tài sản. Vụ vượt biên nổ ra khi Texas tiếp tục đấu tranh để thực thi SB số 4, luật nhập cư gây tranh cãi cho phép bất kỳ sĩ quan công lực nào của tiểu bang Texas cũng có thể bắt giữ những người bị tình nghi nhập cảnh bất hợp pháp vào Hoa Kỳ tối cao pháp viện dọn đường cho luật định có hiệu lực vào ngày thứ ba trước khi tòa phúc thẩm liên bang ngăn chặn vài giờ sau đó. Vào ngày thứ tư, tòa phúc thẩm lắng nghe các tranh luận về việc có nên cho phép tiểu bang Texas tạm thời thi hành luật này hay không, nhưng các thẩm phán không cho biết khi nào họ sẽ đưa ra phán quyết. Kính thưa quý vị, liên quan bản tin khác, một người đàn ông loài đà đi trên một chuyến bay của American Airlines đã bị gô cổ rồi đưa ra khỏi phi cơ. Vậy bắt giữ khi ông chửi các hành khách khác là lỗ quỷ da trắng mắt xanh. Đồng thời đe dọa tao sẽ cho lúc này chúng mày chết cùng với chiếc phi cơ này theo Fox News đưa tin như vậy. Charles Patel, 29 tuổi trong tình trạng say rượu khi lên chuyến bay từ Tampa đến Philadelphia vào ngày thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2024 và bắt đầu gây sự với hành khách gọi tên các chiêu đại viên, đe dọa hành khách và hung hăng đi tới đi lui trên phi cơ hồ sơ tòa cho biết theo đài wfla hồ sơ tòa cho biết anh này làm giữ sau khi lên phi cơ và bắt đầu hành động kỳ quặc la hét và chửi bới hành khách anh chửi các hành khách là lũ quỷ da trắng mắt xanh và đe dọa cho lũ khốn nạn chết chung với chiếc phi cơ theo hồ sơ từ tòa án cho biết anh này cũng bị cáo buộc tát vào tay mặt và phun nước bọt vào họ đoạn phim quay lại sự việc cho thấy anh hét lên những lời nói tục tĩu và do thái với một chiêu đãi viên trước khi ông bị bỏ thành khách khác ghi đầu rồi tống khứ ra khỏi phi cơ tôi đang cố gắng trở về quê nhà còn các người thì không cho tôi đi người ta nghe thấy anh này hét lên ở một thời điểm trong đoạn phim như vậy một chiêu đãi viên dùng loa truyền thanh công cộng của phi cơ để hỏi xem có sĩ quan cảnh sát đang nghỉ phép nào trên phi cơ giúp kiềm chế anh này hay không Cảnh sát cho biết lúc đó có 6 nhân viên công lực đang nghỉ phép bước ra và đưa anh này ra khỏi phi cơ. Trước khi khởi hành chuyến bay 2506 của American Airlines đi từ Tampa cho đến Philadelphia, cơ quan thực thi công lực được yêu cầu can thiệp do một hành khách gây rối trên phi cơ. American Airlines cho biết trong một tuyên bố với Fox News Digital, chúng tôi xin cảm ơn hành khách và phiền đoàn vì sự chuyên nghiệp và xin thứ lỗi hành khách vì sự bất tiện này chuyến bay bị đình hoãn 30 phút vì rắc rối. Anh chàng kia đã bị bắt vì hai tội danh hành hung và một tội danh say xưa gây mất trật tự. Anh chàng đang bị giam tại nhà tù quận Hesborough với mức bảo lãnh tại ngoại là 2.150 đô la Mỹ. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng